năm 1858. Chiếc thuyền liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công vào bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Từ đây lịch sử Đông Dương bước sang một thời kỳ đen tối. Chính quyền thực dân Pháp bắt bớ nông dân phải lao động khổ sai, đi làm phu đồn điền cao su, phu khai thác mỏ, áp đặt chính sách hà khắc, người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Khi nước mất nhà tan, người nông dân phải chịu trăm đắng ngàn cay, cha cực nhọc giữa ruộng đồng, mẹ đi ở đợ hàng ngày nuôi con, ruộng đất rơi vào tay địa chủ, sưu thì cao, thuế lại nặng chất chồng, suốt ngày bám đất bám đồng, mà thành ma đói mà không cửa nhà. Trời từ đây chẳng sắc màu xứ sở,
xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Đến mơ nước ngày thấy hình của nước, cây cổ chiếc ba xanh sắc biếc quê nhà, ăn một miếng ngon cũng đắm lòng vì tổ quốc. Chẳng yên lòng khi ngóc mồ nhằn chân mãi.